Hello, xin chào cô bác chị em nha. Hôm nay em quay lại cái bộ phát điện Kuta D1703. Thì bộ này thì nó mang cổ phát là 20kW điện. Đây, em quay này cho các bác chị em thấy. 20kW điện của anh chị em ha. Em này là dây đồng nguyên khối nha. Đúng 20kg của anh chị em. Chứ không phải là 16kg mà dán để tem 20 nha. Điều đó mình không có thể làm. Thì động cơ này nó mới như máy thùng quá anh em, cho nên công suất nó ra cực kỳ lắm. Thì hôm rồi em quay cũng chưa có gõ nét, hôm nay em quay sẽ gõ nét về cái công suất của máy này, lý do sao mà nó cao. Hay có nhiều anh em cũng chia mắt chia rẻ gì đó. Bà chị này thì bà am hiểu về điện rất là nhiều, am hiểu về máy thì bà mua. Thì ở đây mình cũng không ép uổng ai mua. Nói chung là quá các anh em mua mình rất hài lòng, rất hạnh phúc, rất là vui. Nhưng mình không bao giờ ép nha. Thì động cơ này thì em đang cho ra mức ga là một dòng tua là 1550, nó ra 55 hệt. Thì 55 hệt thì em thử 3 pha, mỗi một pha là nó 17-18 ampe, thì nó chạy ra 50 mấy ampe, 54 ampe, 54 ampe thì nó còn 52 mấy hệt của anh chị em. Thì một pha cũng vậy luôn, một pha em cũng thử là 5 mấy ampe luôn, 5 mấy ampe nó cũng còn 52 hệt mấy. Thì nói về cái bộ phát điện thì bộ này là đẳng cấp. Lý do sao đẳng cấp? Đẳng cấp là 55 hệt mà khi chạy 54 ampe mà nó còn 52 hệt mấy. Đó là đẳng cấp của bác cho em nha. Vấn đề mà lên ra, xin lỗi nha. Vấn đề chỉnh ABG ở đây cũng xin lỗi luôn. Máy phát điện là mặc định. Mặc định mức ga, mặc định ABG, không chỉnh, không cháo gì hết. Đó. Bộ này thì em bán, em bao của bác cho em chạy 55 ampe trở lên 55 ampe. Thì không cần phải điều chỉnh tất cứ cái gì đó. Còn trên 55 ampe, 60 ampe thì em chưa thử, em chưa biết. Nhưng mà nói về 55 ampe, 58 ampe, khoảng 60 ampe thì ok. Đây, thì em thử cho quá chị em xem nha. Lâm ha. Bây giờ thì em thử trước là cái điện 380 cho quá chị em xem nha. 380. Em thử trước điện 380 cho quá chị em nha. Tắt cầu dao xuống coi. Thì quá chị em cho nó điện ổn định xong quá chị em đóng cầu dao nha. Rồi. Điện là 388 của anh em. Rồi đóng điện đi. Bây giờ 18 ampe anh em ha. Là nó ra 52 hệt. 52, 524, 52,4 hệt nha. 18 ampe. Rồi kẹp dây. Kẹp từ dây. 17 ampe của anh em nha. Và ba dây kia. Ba này 20 ampe quá anh em nha, một dây nha. Ba này 17 ampe. 7,9 ampe. Đây, coi hẹp lại cái nữa mình chuyển qua 220. 52,4 hẹp quá anh em nha. 18 ampe. Rồi tắt cái đó. Rồi, qua đây 220 coi, đi vô. Đây, đang chạy 55,3 hệt, cầm. Đi vô đây con. Mình đang chạy là 13 ampe quá em ha. Còn 54,8 hệt, điện 220. Rồi mình cho vô thêm 40 ampe nữa. Tắt lại chưa? Con cứ đang chạy bình thường đi, để chưa tắt. Cho chạy bình thường đi. Rồi, đóng vô. Đây, đang chạy 52,9 hệt đó cho em nha. Bên đây 41 ampe, bên đây 15 ampe, 41, 15 là 55 ampe ha. Hệt còn 53, mình khác vô con. Đây, 52,9 hệt đang chạy là 55 ampe. Ok chưa anh em? Rất là ok quá cho em ha. Cứ cho anh vào thoải mái đi, tôi chạy hoài đi. Máy chạy bình tĩnh nhẹ nhàng quá anh em. Đây, vô lửa ha. Máy chạy như không có hề gì quá anh em nha. Nha, 53 hệt nè, 15 ampe, 39 ampe nè nha. Quá anh em thấy rõ ràng nha.
rồi tắt tắt bóng ba pha lên, điện ba pha lên cái bấm ba pha lên, ba pha chạy 18.5 ampere nha. Đó, cắm hẹt vô. Đây, đang chạy 18 ampere một giây, 52.1 hẹt ha. Đó. Tắt máy đi con. Đó là cái lý do sao mà tại sao cái bộ phát điện này nó mắc tiền. Mắc tiền là cái lý do đó của bác chị em, 55.5 hẹt mà cho chạy 55 ampere mà còn 52.5. Nó chỉ sụp chỉ có là 3 hẹt thôi. Sụp 3 hẹt cho ra công suất 55 ampere. Điều đó là rất ngạc nhiên, vì lý do đó em luôn chọn những cái động cơ chất lượng dữ, cho nên nó cho ra công suất dữ, giá tiền nó phải mắc, điều đó hẳn nhiên. Củ phát này đồng nguyên khối luôn, đồng nguyên chất, em xin lỗi, đồng nguyên chất, không có pha nhôm, pha gì các kiểu, nó vậy đó. Vì thế cho nên 20kW đủ điện của bác em ha, chứ không phải là 16 mà mình để 20, không có nha. Đó, thì nếu như mà có bác chị em nào cảm thấy mà mình làm được giá rẻ thì cứ mua máy về lắp ráp cho nó rẻ. Lắp ráp làm sao mà chạy 55 hẹt mà đưa vô 54-55 ampere mà còn 53-52 hẹt mấy thì nên lắp ráp. Còn nếu như mà lắp ráp mà chạy không nổi là chạy sẽ hư đồ. Ga là mặc định của bác chị em, không được phép lên ga trong khi đang sử dụng nha quá chị em nha. Nếu mà nó liệm thì tắt bớt thiết bị. Nếu mà các bác chị em thấy đưa vô liệm quá thì tắt bớt thiết bị, giống như mình sạc T30. Nếu mà liệm quá thì mình bỏ ra bớt dây, chứ không được phép lên ga. Tại khi các bác chị em lên ga thì khi gần đầy pin nó sẽ hẹt, nó lên rất là 50-60, nó lên rất là cao. Nhưng mà không ai mà ngồi ở không mà ngồi chỉnh cái ga này, cho nên là ga là mặc định. Vì thế cho nên bên em đưa ra những sản phẩm chất lượng, đủ điện, cam kết 100% cho ra đúng dòng điện đó, từ 50-55, chứ không bao giờ quá 55, từ 50-55 hẹt trong vòng phạm vi đó mình cho phép sử dụng. Trong khi đóng điện vô 54 ampere, 50-54 ampere là hẹt nó phải còn 52-51 hoặc 52-53, chứ không bao giờ rớt 50. Vì thế cho nên bộ này em cam kết của bác chị em đẳng cấp, dùng điện cực kỳ luôn, em bao cam kết. Còn nếu mà bác chị em sử dụng những cái động cơ kém chất lượng thì không bao giờ hẹt nó ra đủ, không bao giờ điện nó ra đủ như thế này. 54 ampere là con số không hề nhỏ quá cho em nha, con số không hề nhỏ. Rồi thì có bác chị em nào cảm thấy cái bộ phát điện bên em làm có bác chị em hài lòng về mẫu mã, về cái nguồn điện ra, thì có bác chị em đăng ký kênh ủng hộ giúp em nha. Còn bộ này em đã bán rồi, em cũng chuẩn bị đi giao cho bà chị rồi, em test lại cho có bác chị em thấy lý do sao mà nó mắc tiền. Đó. Tại vì có nhiều anh em nói là bán mắc hơn ta 50 triệu, 20 triệu. Thì điều đó em cũng không quan tâm. Lý do là em chọn chất lượng, em bán hàng chất lượng, cho ra dòng điện ok, là em tự tin cho bản thân mình và cửa hàng của mình. Bên em luôn lấy uy tín làm thương hiệu. Rồi, em cảm ơn các bác chị em rất là nhiều nha. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác chị em video tiếp theo.